Chuyện xưa bông ôn chà này cơm sao đọc cố xong là massage mốc ỏi xó hay bật tăng bài mốc bông bạc bánh hạ bà hào khó một nửa bê bông ôn nhịp môn hào ý này cứ chỉ chốt để cho mấy chốt massage mốc tài mà đòn chà này lệnh mình chỉ cảm ôn á tài là xa tài này nhung bình nhập trên mọc bê ảnh ạc bác sức lần này hề chẳng này xó vì mình bị bó xó hay nâng bó cỏ hò mùi tiết á chà tại vì chả nhìn lực bó xó thế chẳng sau đó con ấy cứ sắm rạp thêm chun bò ôn đặt tinh sẽ ra một khẩu xì, chà, fan, rồi tập hóa khẩu xì, chà, đặt sải bán bánh hà cho người đầu ba rồi bò ôn bán nhà bu cái sạch sệt, chà, người đầu ba đặt sạch cho một đồng kia chỉ có ba lại ở cầm nặng sạch cốc cho ra đấy cho bu bê mò được đầy, chà hay ở nửa bên ấy cứ máu muối dục hào mong mua giúp với nè toàn hàng ca nghĩa thì một năm cứ lại đây chụp nuôi chuối ôn bậc thà à lớn mà thọt và màu xanh khô xì bộ ấy cứ thay chân mềm tèn và mong ôn tinh khô xì pi cầm bông bộ nát pi cầm bông đấy cứ đầm lấy pai sấp bà môi là bằng cho đọc lá chui là so tại chết sấp bà môi thì chết sấp bà môi lá cứ bông ôn bán mà sao được đọc cô đo tập bàn cẩn trọng chỉ cả thay chú nè chả hai bông ôn tinh buông cầm bông này buôn cặp bông này cứ đầm lấy pin một rồi chết sấp đi là bắn cho một phay là chui là xong rồi hà pi rồi hà sấp đi là nó cứ bông ôn ai học ban buôn khai tôi cũng bấy khai time crime off cái đấy phía bà bố một mặt đá time frame play off bay ở plứ cắt bay ở xó số một thằng ba buôn mặt số ba chụp bông mặt đó hai cứ hai mà sao đặc cô mà sao mốc chun pram cần chọn này cứ cả time chốt thông đại và đòn chụp một rồi hà pi nè một rồi hà pi đấy nhưng mà chạy trốn một rồi hà pi được làm mẹ việc ban ca thay cho anh ấy cứ hộ ban bị buôn khai tôi cùng bảy khai tam cha tam mấy tam sọc việc sau sọc việc lắng tam mà dục chạy thì xem rõ bao con cũng mai là miếng pành ha chụp người ký đâu sạch chỉ mỏ đâu sạch cũng không có rồi đông chỉ mỏ là lạc gì chỉ mỏ chỉ có ba triệu trăm có cho thịt nhóc chỉ có ba quả cảnh bóp ôn là miếng pành ha chưa có bèo biến ha đại hàm chương sọc đại sọc chương chưa sửa lại lực chỉ là xịt lực chỉ thằng to đi lấy được sợi dây ở đây đại sbon chưa đại sbon 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 loan nó có khu si chui bàn này cũng cài, chả, xem là hậu ban tặng cha tặng khmer tặng pro tặng xe miếng pháo bạc pháo tên miếng tài chấm nổi để cô nhóm to cứ nhầm loạt ngày, sẽ tới cô nhóm nhầm loạt ngày chả đại cứ nhầm loạt ngày đại, chắc mà sân chụp bóp ôn miếng chụp nạp ở róm, chả, được có chưa chả, ai tin của mẫu sân lại ba ai toàn tới, sủng khán, chụp chọc của mẫu sân đã hời. Hay bị chạy chun về anh ấy cứ miếng ca tham gia để sao tạm miếng stock cục còn chưa thoát đã miếng stock về chả chẳng có lấy nữa bà sân thì mình chuẩn bị thường liên cái cũng lệch chả bà mình chưa bà sân chi bóc ôn mình toàn chưa chạy ai tạm ra rồi về nhầm lại về nhầm lại ta thì mình bóc ôn ở chuẩn bị thay nhám tay chiên chạy chiên cho nè tay mồi tiệt bà chạy ở cung si nước nè khá hộp tay khinh phò lươn nè nè khá du khinh phò nè khá vô túc nè khá vô túc tệ tiền của ti họ rồi đông bạn đã khắc pi cặp bóng chì hay bóng ôn khắc buôn cặp bóng chì bóng ôn mới chụp nướng tiết đọc cặp bóng bàn chì hai mươi đã khắc đọc pram cặp bóng bàn chì cả thà bàn này tam số cặp hiệp tam ở ring ca dưới bóng ôn đã ập tiền được nhiều tệ chắc số ôn ở bóng ôn rồi màu sơn thành ập nhiều nhé chả hay xem là ở khu xin thì gì bật pha ai tệ được bóng sập tay đấy còn mi màu sơn tham chia được nhiều đại ok bóng ôn chắc không phải đưa luôn nhé bóng mi chụp nướng ring ca cầm tuốt ở sân cầm khu xin chơi bàn ở con chơi liền.